Rồi, xin chào hai vị khách quý luôn. Đó. Đây là khách mối luôn nha mọi người. Xảo gì xảo? Đúng rồi. Cái đầu. Cô thấy nó lấy ở đây nè. Gì nữa? Vụ gì nữa? Gì nữa? Cái kiếm chuyện đi hoài ta. À, cái kiếm chuyện không. Tôi kiếm chuyện. Cái này chuyện hoài. Chắc chiều có rồi. Hello. Trời. Núi khỉ đi ba lại mày mình ơi, lại mày mình. Được mà, sao đâu. Lên cho toàn thế giới người ta coi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Có gia đình thân nhân ở nước ngoài không anh? Có luôn. Có luôn hả? À, có gì cứ nói thân nhân nước ngoài, cứ lên kênh YouTube. Ơi, anh ba ơi, hôm nay em núi khỉ ở Vũng Tàu mình nè. À. Người đẹp luôn, người đẹp bỏ chạy luôn. Hello. Trà tắc chỉ có là 8.000 một ly thôi. Rất là thơm ngon của rẻ. Rồi, đừng quảng cáo quá, khỉ chạy lại nè. Đó. Khỉ nghe quảng cáo lại ngồi luôn. Đây là anh Nguyên. Đó, 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 đó. Dẫn hoài. Bay bên đây qua bên kia luôn. Muốn gì? Nó YouTube mà cũng chữ luôn. À, video của mình đến đây là kết thúc. Nhớ đăng ký kênh, nhấn like, nhấn subscribe rồi nha anh Tý với anh Vũ. Rồi, cảm ơn hai vị khách khách mối luôn, này là khách mối nè. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau nha. Thôi đừng có quơ quơ đụng đỡ quá ta. Bốn mấy. Không, bốn mấy rồi.